trình văn nghệ. Hà Vy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số bài hát gắn với những con số. Nếu một bài hát liên quan đến những con số thì đó rất có thể là một bài hát về tình yêu. Quả thật là như vậy, trai gái đang yêu nhau lúc nào cũng dính như keo sơn, trò chuyện bên nhau mãi. Vào những lúc này thì bày tỏ tình yêu mãnh liệt bằng những con số hẳn là rất thích hợp. Chẳng hạn như yêu em một vạn năm, chờ em một vạn năm, 999 đóa hoa hồng, muôn sông ngàn núi lúc nào cũng là tình yêu. Và các bài hát trên mạng như là 9420, 123 anh yêu em. Nếu thất tình thì người ta sẽ nghĩ đến bài hát 1000 lý do buồn và nghìn lầm vạn lầm vân vân. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức một số bài hát liên quan đến những con số. Mở đầu là bài hát 9420. Bài hát này phát hành vào tháng 10 năm 2017 do ca sĩ online Mạch Tiểu Đâu thể hiện. Bài hát này đứng đầu trong bảng xếp hạng trên các ứng dụng nghe nhạc sau khi phát hành. Mặc dù không phải là bài hát dòng chính, nhưng đối với giới trẻ mà nói, trải nghiệm những điều đi ngược với dòng chính cũng là một ngưỡng cửa không thể tránh khỏi. Đại ý lời ca là: tay trong tay cùng đi trên con đường hạnh phúc, gió thổi nhẹ ta ôm nhau, ngọn lửa bốc cháy như hoa hồng nở rộ, bất chấp ngày đêm tiếp tục đam mê. Ở đây mời các bạn thưởng thức bài hát 123 anh yêu em. Bài hát này phát hành vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 do nhóm nhạc Tân Trần Nhạc Phủ thể hiện.
Bài hát này được mọi người biết đến bởi Tùng gây bão trên mạng TikTok. Bài hát này rất phù hợp tâm lý của giới trẻ khi yêu nhau. Vì thế nên trở nên nổi tiếng cũng rất có lý. Đại ý lời ca là: kề bên tai em, lời yêu em không bao giờ thấy quá nhiều. Đúng lúc này, hát cho em bản tình ca riêng. Các bạn thân mến, Thiên Lý Chi Ngoại là một bài hát do ca sĩ Đài Loan Trung Quốc Châu Kiệt Luân và Phí Ngọc Thanh thể hiện. Do Phương Vân Sơn viết lời, Châu Kiệt Luân phổ nhạc. Năm 2007, bài hát này đoạt giải bài hát hay nhất của năm trong bảng xếp hạng nhạc khoa toàn cầu lần thứ 13.如烟如雪，风铃如沧海，我等烟归来。时间被安排，演一场意外，你悄然走开。故事在城外，浓雾散不开，看不清对白，你听不出来。 风声不存在，是我在感慨。梦醒来是谁在窗台，怕结局打开。那薄如蝉翼的未来，经不起谁来猜。我送你离开天涯之外，你是否还在？心声何来？生死难猜，用一生。
窗台，把结局打开。那薄如蝉翼的未来，经不起谁来猜。我送你离开千里之外，一路上黑白。沉默年代或许不该太遥远的相爱。我送你离开天涯之外，你是否thân mến, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với chương trình Văn nghệ cuối tuần. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bài hát liên quan đến con số nghìn, mang tên Nghìn năm chờ một lần. Đây là bài hát chủ đề của phim truyện thần thoại ca mối nhạc kinh điển Trung Quốc Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, do nữ ca sĩ Đài Loan Trung Quốc Cao Thắng Mỹ thể hiện. Đại ý lời ca là: nghìn năm chờ một lần, em không hối tiếc. Ai đang nói bên tai, yêu em mãi không thay đổi. Chỉ vì câu này, đứt ruột, đứt gan cũng chịu.
Nếu dùng từ muôn vạn mới có thể miêu tả niềm hạnh phúc, thì cảm giác đau khổ khi thất tình cũng không phải là một con số bình thường có thể diễn tả được, mà cũng phải dùng một từ khá khoa trương. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát 1000 lý do thương tâm do ca sĩ Trương Học Hữu thể hiện. Đại ý lời ca là rất nhiều chuyện cũ có lý do khiến ta đau lòng, tình yêu này của ta không đợi được đến thiên trường địa cửu. Rất nhiều chuyện cũ có lý do khiến ta đau lòng, cuối cùng tình yêu của ta trong câu chuyện ấy cũng dần dần lỗi thời. Thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta đã cùng thưởng thức một số bài hát liên quan đến những con số. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ch
只转一次是一天，那是代表多想你一天。真善美的爱恋没有期限，也没有缺陷。地球公转一次是一年，那是代表多爱你一年。恒久的地平线和我的心永不改变，爱你一万年，爱你经得起考验，飞越了时间的曲线，拉近的想念。地球公转一次是一年，那是代表多爱你一年。恒久的地平线拉近。